lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sao diều giật giơ, nắng mưa xóm chiều cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
tâm phát nguyện, xin thành tâm phát nguyện, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện đem công đức niệm Phật này, nguyện đem công đức niệm Phật này, hồi hướng chư quan gia trái chủ, hồi hướng chư quan gia trái chủ, cụ thù chấp đối, cụ thù chấp chướng, nghiệp chướng báo chướng, tiền phiên túc trái, tiền phiên túc trái, lụy thế quan thân, lụy thế quan thân, hãy đều được siêu sanh tịnh độ. Nguyện đem công đức niệm Phật này, nguyện đem công đức niệm Phật này, hồi hướng chư tiên linh cụ huyền thất tổ, hồi hướng chư tiên linh cụ huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân, nội ngoại tôn thân, đã quá vãng, đã quá vãng, được siêu sanh tịnh độ, được siêu sanh tịnh độ, đệ tử con tên là, đệ tử con tên là Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước, Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện được thấy hào quang của Phật, nguyện được thấy hào quang của Phật, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, buông xuống vạn duyên, buông xuống vạn duyên, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện đem công đức niệm Phật này, nguyện đem công đức niệm Phật này, hồi hướng đến tất cả, hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, 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 nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cô vẫn thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Hôm nay ngày 19 tháng 3 nhập toàn thể tha gia hiệu nguyện tịnh con và nhân sự đầu hàng tạ thế dân lời làm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh toàn quý ngài vào lúc 2 giờ khuya sáng hôm nay, gia đình chúng con người mẹ người bà thả kính nên như nhập quang, chúng con sẽ thành tâm là để hết cuộc trần quý này từ vi vô thị quang lâm lên trường đến từ thành thế. Nam mô A Di Đà Phật. Phật pháp niệm của vị thầy thay cho lời hứa khá, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cung thề tam bái. Trần thị thầy pháp danh diệu phước
nguyện sanh đến số niệm hướng mà thượng thọ quát thập pháp là tối tốt phù giác thiền niệm tam nguyện sơ cứu nhập hướng nguyện thập phương chư Phật chư đại Bồ Tát tùy từ giác lăng chúc minh gia Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma. Bồ Thiên Đăng Bát Nhã Thiên
Nam mô Thập Phương Đường Độ Tam
minh vân địa quang giới cúng dường tập phương vô thượng tôn ư tiêu giáp tiền nhân tam nguyệt sơ cứu dựng tâu vì việt nam quốc hiện đủ ba địa vùng tâu vĩnh vũng tàu thành phố đề bát phường huyền trăng công chúa lộ nha ai đường phùng phật
thuyền nguyện ngọc liên tâm nguyện trang phan thị ngọc thủy lễ cài phan tâm nghi phan bảo nghi trần thị thu thảo trần anh phan nguyện đã vĩnh nguyện trang phan anh phật phan bảo anh phan công bảo lê ngọc anh lê ngọc thần vinh đầu gia quyền nam nữ đệ tử chúng đàn đi nhập bài ca đại gia thế tôn phu thế tiếp độ cầu tiếp phục vị tam phật tử tẩu ba nhiên giới cố màu trần thị thi pháp nhân nhiều phước chẳng đô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tạo sớm hôm nuôi con khôn lớn nên người, công đức cao vời mênh mông lắm, thái bình biển lớn xanh bằng đâu. Cả đời mẹ tôi gian nan chăm lo không quản thân gầy, bao tháng năm dài còn vần miệt mài phương xa, chờ đợi trong con mẹ tôi nay mỏi mòn rồi. Nước mắt khô cạn theo năm tháng, dáng gầy hơi thở cũng tàn phai, rồi một cơn mưa cướp mất đi. Mẹ tôi muốn ngang dặm trường nay con về thăm mẹ, mẹ xa rồi con biết tìm mô hà, dây bầu xanh con bóng còn trải, con mất mẹ rồi con thời mồ côi. Giờ đây tìm mẹ chốn nào, còn đâu nữa đâu, người mẹ dấu xưa đừng trông con về. Mẹ ơi con mất mẹ rồi, như chim xa đàn tìm mẹ ở đâu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đại Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Thượng Phật Trung Sư Huệ Nhiên Hiền Đức Ly, kính thưa toàn thể quý vị trong gia đình tăng gia hiếu quý, pháp danh Diệu Phước, người về tay cảnh hồn thanh thản, để lại dương gian luôn ngầm ngùi. Hôm nay trước linh đài của Phật tử Diệu Phước, nỗi niềm chia sẻ mất mát đau thương của quý vị trong gia đình. Bởi vì vạn vật ở thế gian sẽ đứng một người bà kính yêu, cũng như Chư Tôn Đức Ni
mất đi một người Phật tử thường thành theo đạo Pháp, chịu thượng như Hà Dung, phó trưởng phân ban biên giới Trung ương, phó ban trị sự, trưởng phân ban biên giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai, ni sư Thích Nữ Thường Chân, trụ trì chùa Đức Nguyên, ni sư Thích Nữ Nguyên Thanh, trụ trì chùa Phước Nguyên, cùng chư tôn đức ni đạo tràng chùa Long Vân, thành kính chia sẻ, thành kính phân ưng. Giờ này chúng con thành tâm bái thỉnh trên sư phụ đại diện cha đoàn, thành kính nhân lời phân ưng cùng toàn thể quý vị trong gia đình tăng gia quý vị. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa sư hội viên, kính thưa quý vị trong tăng nhà di quý cùng Phật tử diệu thiện. Hôm nay ngày hương linh Phật tử Trần Thị Thiền phát danh diệu phước, xả bỏ báo thân và lễ nhập quan, nằm yên trong nắp quan tài khép kín, đấu với sư ngoại nhiên cũng chưa hiện diện. Hai vị cháu đã chuẩn bị cái ngày hậu sự này, nhưng vẫn luôn luôn nghĩ rằng còn xa. Dẫu biết rằng sân ký tự quy, ai rồi cũng phải ra đi, nhưng mọi người có một trái tim linh động, một dòng máu như nhau. Anh không khỏi xót xa, thương kính khi mình phải mất đi vĩnh viễn một người ân yêu nhất. Thì trong hoàn cảnh của con, sư phụ rất hiểu, bởi vì con rất có hiếu với mình. Bao nhiêu tình thương còn lại dành cho mẹ. Đến hôm nay, bệnh khăn thanh trắng đã thật sự phủ lên đầu của con, cùng như trong tam gia hiệu quý. Dạo biết rằng mẹ phải đi, chắc chắn rằng mẹ phải đi, nhưng mà trong lòng của con sẽ mà biết tình yêu thương duy nhất vẫn là mẹ, cũng như cô tất cả các anh chị em trong gia đình. Nhưng con yên tâm, bởi vì mẹ rất hiểu và mẹ đã an lòng ra đi. Khi các con các cháu đã lớn khôn, trong những ngày cuối đời, khi xuống thăm Phật tử diệu phước, thì sư phụ nhớ con nói: sư phụ ơi, dầu rằng mẹ con những ngày cuối đời không có đi lại được, nhưng mà con vui bởi vì mẹ biết nhất tâm niệm Phật
mẹ buông xuống những cái điều trước đây mẹ thường nhớ. Mẹ buông xuống được, mẹ thấy ai mẹ cũng phát tâm cúng dường. Mẹ thấy ai mẹ cũng báo công cho quà. Điều đó làm con rất vui của những ngày cuối đời của mẹ. Thì hôm nay sự mất mát đáng thương này của Sư Nhiên, bởi vì chỉ còn có một người chị duy nhất bây giờ cũng đã ra đi, niệm Phật một đời này sẽ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật tử Diệu Thiện cùng quý vị trong tham gia niệm biết không nổi đau nào của riêng ai, vì chúng ta luôn luôn tri ân và báo ân đến một người mà đã cho chúng ta ốc dáng thành thầy này. Bành khăn tăng trắng không phải chỉ có 3 năm là xả tan, mà người thiện con ơi, hôm nay chiếc khăn tăng này là chung tan cả cuộc đời con vĩnh viễn mất đi. Một người mẹ suốt cuộc đời tâm tạo hy sinh giao cho con và vì con, sư phụ biết con có nhất tâm niệm Phật để cầu nguyện cho mẹ trong 49 ngày sắp đến, mẹ nhẹ nhàng, mẹ thanh thản, mẹ nhất tâm niệm Phật về thế giới an lành, một thế giới không già, không bệnh và không chết, không dời đi đâu. Hôm nay trước linh đường, sư phụ xin thay mặt cho đại chúng chùa Long Vân, ni sư trụ trì chùa Đức Nguyên, ni sư trụ trì chùa Phước Nguyên, xin cúi đầu chia nỗi mất mát đau thương này. Thành kính phân ôn cùng với sư Huệ Nhiên, cùng như quý vị trong tham gia hiệu quý, nguyện đem công đức tu hành công đức niệm Phật hồi hướng cầu nguyện đức từ phụ A Di Đà Phật, phóng quang tiếp triệu hương linh Phật tử Trần Thị Thì phát danh Diệu Phước, hưởng thọ 88 tuổi, và ngày 19 tháng 3 năm Giáp Thìn được trưởng thọ thắng phước niệm Phật siêu sanh về miền tình cảnh. Đây hương lần để quả phần để cung tiến đến hương linh Phật tử Trần Thị Thị phát danh Diệu Phước, đồng nguyện cầu cho gia đình tham gia hiệu quyết được hiếu sự viên thành, nguyện tùng thân kiết tường như ý Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Gửi đến tất cả quý vị trong gia đình tham gia hiếu quyết, tiếp đến chúng con thành kính cung thỉnh tên sư phụ Chư Tôn Đức Ni đồng hướng về trước linh đài để thức minh cũng như dân hương tưởng niệm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trần Thị Thì phát danh Diệu Phước, hưởng thọ 88 tuổi, vạn ngày 19 tháng 3 năm Giáp Thìn cùng hương linh Phật tử Diệu Phước thân thương đã nhẹ nhàng ra đi như chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ, như chòm mây trôi nhẹ giữa từng không, nằm yên trong lớp quan tài khép kín để lại cho sư Huệ Nhiên cũng như
chùa Đức Nguyên, ni sư trụ trì chùa Phước Nguyên, niệm thương kính vô biên. Nhìn di ảnh Phật tử Diệu Phước đang mỉm cười. Diệu Phước rất là có phước, rất là vui. Dầu rằng thân tứ đại có mỏi mòn theo năm tháng, nhưng hôm nay đã qua rồi những ngày tháng trên giường bệnh, vì đã làm được những điều mà mình cần làm. Phật tử Diệu Thiện đã vâng lời người mẹ kính yêu đến chùa Long Vân, đến chùa Bảy Phước để cúng dường, để làm những việc mà Phật tử Diệu Phước tha thiết muốn làm khi mình còn sống trong nghiêm tình đó. Phật tử Diệu Phước đã có 8 năm góp mặt của cuộc đời, làm tròn bổn phận một người mẹ, một người bạn. Trong lòng Diệu Phước không còn gì để phải suy nghĩ, để phải lưu luyến, bởi thế gian đời và hành tạp này. Hãy yên tâm nhé, vì những người con cháu của mình đã lớn khôn, đã thành công chí mỹ, thì bây giờ đoạn đường 49 ngày là đoạn đường một điều quan trọng, là chỉ niệm Phật nhất tâm để cầu nguyện thấy đức hào quang của Phật A Di Đà phóng quang tiết độ, nương ánh hào quang đó nhất tâm niệm Phật về tam phương vạn sắc Tây Phương. Thì bây giờ 49 ngày còn lại, những người con cháu trong gia đình sẽ nhất tâm về Diệu Phước niệm Phật ăn chay, thì Diệu Phước một lòng thanh thản nhất định không đi theo các vị quan gia trái chủ, nhất định không đi theo chư tiên linh cổ nguyện thất tổ, những hương linh kêu gọi nhất định không đi, mà chỉ một lòng thành kính hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc để nguyện cầu đức từ phụ A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Giờ này trước linh đường thành kính cung thỉnh chư tôn đức ni thiền đường đại chúng, cũng như thân mời quý vị trong tham gia hiếu quyến, hãy thương kính đưa tiễn hương linh đại vị hương linh phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đệ tử con tên là, đệ tử con tên là Trần Thị Thì Phát Danh Diệu Phước. Trần Thị Thì Phát Danh Diệu Phước. Xin nguyện nhất tâm niệm Phật, xin nguyện nhất tâm niệm Phật, nguyện được thấy đức từ phụ A Di Đà Phật. Nguyện được thấy đức từ phụ A Di Đà Phật. Phóng quang tiếp dẫn, phóng quang tiếp dẫn cho con vãng sanh, cho con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc. Con xin nguyện đem công đức niệm Phật này, con xin nguyện đem công đức niệm Phật này
hồi hướng đến chư vị quan gia trái chủ. Hồi hướng đến chư vị quan gia trái chủ. Hồi hướng đến chư tiên linh cụ huyền thất tổ. Hồi hướng đến chư tiên linh cụ huyền thất tổ. Nội ngoại tôn thân. Nội ngoại tôn thân. Thảy đều được ân triêm lợi lạc. Thảy đều được ân triêm lợi lạc. Đệ tử con tên là. Đệ tử con tên là. Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước. Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước. Xin thành tâm sám hối. Xin thành tâm sám hối. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Những lời phát nguyện tha thiết nhất định cảm thấu đến đất Từ Phụ A Di Đà Phật. Nguyện đem những công đức lành mà Phật tử Diệu Phước đã làm được trong hiện tại, cũng như đã quy y Tam Bảo. Công đức quy y Tam Bảo được phước báo thác sanh cõi người cõi trời. Nhưng Phật tử Diệu Phước nhất tâm nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc, vì biết rõ rằng cõi người và cõi trời chỉ hưởng phước một thời gian rồi cũng hết. Chỉ còn một con đường duy nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn an vui, không còn khổ đau vì già, bệnh và chết. Giây phút này xin tiện biệt hương linh Phật tử. Phật tử Diệu Phước hãy cùng với chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thẳng đường phát nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Hương linh Phật tử Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước, nhớ Phật niệm Phật. Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước, nhớ Phật niệm Phật. A Di Đà Phật. Hương linh Phật tử Trần Thị Thì Pháp Danh Diệu Phước, nhớ Phật niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
Dứt giá trăm chiều nặng đôi vai, gánh chè gánh cháo nuôi tôi khôn lớn nên người ơi mẹ hiền ơi. Đời con chỉ có mẹ mà thôi, bao năm mưa nắng dai dầu mẹ tôi trĩu nặng bờ vai gánh gồng, lời sao lạc vọng vọng trong đêm dài. Mẹ hiền ơi, con lớn khôn vừa đời, con lớn lên với người thân mẹ càng hư hao, túi mẹ ngày càng cao. Mẹ tôi nay tóc bạc như vôi, gối môi lưng còng, đôi mắt đã mờ, mẹ vẫn thương tôi như thuở còn nằm nôi. Lòng nghe xót xa lời sao của mẹ năm nào vọng trong đêm, gánh chè gánh cháo nuôi con gọi mỗi chân mòn đâu ngại mưa nắng.
gì thăm quê thăm nồi tống đa bạc phơ, lòng trường băng khoăn nội ơi con đã chờ gì, ngày nào thơ dài nỗi yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vui, đêm về nỗi gói gói bánh là dừa khi trao thêm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ, kỳ hàng rau xanh ngày xưa nỗi đã vuông trồng, bờ rào trước nhà giờ liễu xiêu, khóm hoa cũng vàng buồn quạnh hiu, hàng cau thầm nói nỗi đã xa rồi thương quá người ơi. Đời chiều ghé đưa đò dãy dầu mưa nắng tông trắng lưng còn thương quá nỗi ơi. Chiều nay con nhớ nhớ sao nỗi tôi hiền hòa, nỗi cười mồm mềm yêu thương, nỗi ngồi tay nhắc thằng hai nhỏ đã lâu rồi sao không về thăm sức và thân thương. Hôm nay Diệu Phước đã về gọi Phật để lại nhiều nội điện, trong đó con cháu người thân cũng như tất cả những Phật tử và tăng ni chia từ tận tùy đó đây để hộ trì chánh pháp. Chúng tôi thiết nghĩ rằng một công đức quá lớn trong một quá trình tu tập hộ trì chánh pháp, cho nên hôm nay trước linh đài của cố Phật tử địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng Phật tử sẽ thấu hiểu được đạo lý vô thường
và lương nhan phước lành mình đã tạo trong một tháng ngày qua để sanh về một nơi nào đó có chư Phật, chư Bồ Tát, và nơi đó có chư Phật, chư Bồ Tát hướng dẫn để tiếp tục tu hành trên lộ trình tìm về cứu cánh giải thoát. Ngôi điện này là thôi thúc chúng tôi đến đây để đốt nhang tưởng niệm, cầu nguyện cũng như chia sẻ với trong gia đình quý vị mất đi người mẹ, người bà, người thân khả kính, thì chúng tôi cũng mất đi một Phật tử thần thành hộ trì chánh pháp và gắn liền bao nhiêu đạo tình với tất cả các chùa nói chung, riêng chùa và thông nói riêng, để tất cả chúng ta có một năng lượng giác ngộ giải thoát để hướng đến cho cố, hướng lên cố Phật tử trần thì pháp danh Diệu Phước, thì chúng ta đồng hướng niệm cầu nguyện và giữ tâm thanh tịnh để tạo nên một đạo tràng trang nghiêm. Đạo tràng trang nghiêm thì tất cả mọi người đến đây trang nghiêm và hướng lên sẽ kết nối từ trường trang nghiêm đó trở thành một quốc độ Phật hiện tiền, và hướng lên sẽ đưa trong quốc độ Phật hiện tiền để nhận ra một cái sự vãng sanh về nơi cõi Phật trú xứ của Đức Phật A Di Đà, Đức Thánh Chung. Bây giờ này về đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, xin phép trong gia đình cho chúng tôi được dâng những lời tin cầu nguyện đến với chư Phật, chư Bồ Tát để gia hộ tiếp độ hương linh cố Phật tử, hương linh trần thị thầy pháp danh để cầu nguyện cùng của chúng tôi. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, các đại chứng minh. Lấy cho ngoại tắm rẻ rồi. Lấy cái điệp. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Tuổi già rồi. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiến cô chi tu hồng vẫn về xa về khổ muộn mê trong quay về bờ giác. Như Lai ứng thế nhị thiên ngũ bắc lục thập thập niên tư thời đệ tử chung năng cung đối Phật tiền phụng tụng kinh ni chú. Chuyên đi hồi hướng kỷ siêu ơn linh trần thị thị thọ quy giới pháp nhân diệu phước, nguyên mạng sanh đến sửu niên hưởng thọ bá thập bát âm tuệ, đại hạn lâm chung giáp thình niên tám hoạt cứu những thời, ngộ nguyện thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thi từ quán nhân đạo tràng chứng minh tiếp độ hương linh. Lời đạo Phật tiền thỉnh pháp văn kinh tốc xã u đồ siêu sanh Phật y quốc, cấp kỳ nguyện đi khổ não
Nam hương cúng dường Bồ Tát, Nam hương cúng dường Bồ Tát, Nam hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Ni. Trời người cha lành chúc con loài quy cho một niệm ba kỳ sự dương cùng tam ca đức kiếp không cùng tầm Phật chúng sanh tánh vương rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ mà lưỡi đế châu vi đào tràng mười phương Phật bảo hảo quang sáng ngời trước bảo tòa thân con hẳn hiện cuối đầu xin thể nguyện quy tôn pháp tăng thượng Bồ Tát bảo thiện đã bảo Như Lai đại bi văn thù sư gọi Bồ Tát đại hạnh phổ Bồ Tát Bồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Từ Thị Chí Đặc Tôn Phật Đại Chí Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thân Tình Đại Hải Chúng Bồ Đường kia tình đi thủy biển sai tan biển không thân điên về tội tiêu kiên na hoa nhiệt hòa trước khi vào viếng hương linh thầy có
lời để gửi đến trong gia đình. Thì hôm nay thấy quỳ trước lên đài trước thánh Phật, thì nhìn thấy trong gia đình đứa con lụa niệm sư phụ, chúng ta không nghĩ thấy nghĩ mà không dám tưởng rằng hôm nay là một ngày dự phước đã ra đi, nhưng mong rằng các con ý thức được đời Phật ngài sanh tù dị diệt, sanh lão bệnh tử và quy luật của kiếp con người. Đức Thế Tôn cũng chỉ 80 năm ngài xả báo thân, tại vì thế giới này là trong thế giới sanh diệt ý niệm, sanh diệt tướng là sống và chết, thì chúng ta không ai mà tránh được. Từ đó hiểu được như vậy thì chắc chắn rằng hương linh dược vốn cũng sẵn sàng xả báo thân, xả đi cái ngã chấp, cái ngã sở hữu ngã, xả đi tất cả những cái giả tạo để đi về cõi chân như và cực lạc. Các con cũng vậy, hiểu được như vậy thì các con vơi đi được phần nào trong nỗi khổ niềm đau mà khi chúng ta mất mẹ, mất bà. Hình ảnh của Diệu Phước luôn luôn bổ về lo lắng, thương yêu con cháu, không vui. Lúc nào gặp thầy cũng nhắc đến đứa này, nhắc đến đứa kia, và thậm chí gửi tên kể tuổi để cầu hứa nguyện cho các con được khỏe mạnh. Những tình thương đó vô bờ vô bên, cao cả, không thể dùng lời tả được. Như vậy mục đích đã đền được cái tâm ân đó, thì mong rằng các con hãy tạo cho mình một cái năng lượng thanh tịnh giải thoát thật sự trong tâm hồn, nhất là trong những ngày tang lễ. Chị em, cô dì, cháu, bác, chú đều là hòa hợp thanh tịnh, đang để diễn ra hết sức thanh tịnh là do tâm chúng ta, để chúng ta tạo thành một đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh thì tất cả những người đến đây để kết nối một cái niềm thanh tịnh, và ở thanh tịnh đó là kết thánh một cái chánh báo cõi Phật để cho hương linh an trú nương tựa và sinh về nơi đó. Trong suốt đời đã tạo thành lo lắng, tạo dựng sự nghiệp cho con, cho cháu, thì bây giờ sự nghiệp đang đi là gì? Sự nghiệp đang đi đó là tư lương để đem về hành trang, tái hiện một cái nơi xứ khác. Nên mong rằng hương linh dược phước phải trụ trong thiện pháp, để chúng ta có một cảnh từ nghiệp tốt, có một chánh báo tốt để sanh về nơi cảnh giới đầy đủ y báo chánh báo, để gần được gặp Tam Bảo, được sống có thiện căn, sống có tâm nguyện tâm hạnh để tiếp tục trên con đường tu tập. Nếu các con trong gia đình mà có tâm hướng mình như vậy, đã trợ lực cho hương linh của mẹ của bà bằng cách hồ niệm kính kệ, sống thanh tịnh, tam niệm thanh tịnh, và phát tâm làm việc thiện lành ba hành lành, đời sau cùng kinh nguyện Tam Bảo tiếp độ hương linh. Trần thị thì pháp danh Diệu Phước được sanh về nơi cảnh giới được chư Phật, và trong gia đình các con luôn an lành hạnh phúc để tiếp nối con đường sống, làm những điều mà mẹ chưa làm và bà chưa làm, để cho trong một kiếp người đầy đủ ý nghĩa và trọn vẹn kiếp nhân sinh đầy đủ phước trí địa nghiêm. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể gia đình chúng con thành kính niệm ân Chư Tôn Thiền Đức. Và vừa rồi quý ngài đã đối trước Tam Bảo phụng tụng tôn kinh, cầu nguyện cho hương linh Phật tử pháp danh Diệu Phước được vãng sanh
cực lạc quốc. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức hoàng long trước linh đài đốt nén tâm hương cầu nguyện cho thân linh của phật tử Trần Thị Thì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính dường bái bạch cho tôn thiện đức. Thật là một niềm hạnh phúc và thật là xúc động cho toàn thể gia đình của chúng con trước buổi niềm mát mát lớn lao này đã được chư tôn thiện đức hoan hỷ quang long trở về ai gia của chúng con.
chia sẻ cho chúng con những tâm tư tình cảm. Chúng con thành kính niệm ơn Chư Tôn Thiện Đức, và chúng con cũng xin cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức vào ngày 12 tháng 3 đúng vào lúc 6 giờ là linh cữu của mẫu thân chúng con sẽ ra tì hỏa táng tại công viên Sa La.